Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều tục lệ truyền thống của dân tộc, từ lâu hội làng đã trở thành nét đẹp văn hóa Việt, là thời điểm được nhiều người chờ đón. Trong tâm thức mỗi người dân đất Việt, tham gia vào ngày hội làng là niềm vui, niềm tự hào, xen lẫn lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân. Trong tâm thức người Việt, hội làng gắn liền với tín ngưỡng, cuộc sống lao động, công cuộc đấu tranh chống thiên tai để xây làng lập ấp và chống giặc ngoại xâm. Cũng như các lễ hội truyền thống khác, lễ hội Kỳ Phúc làng Phú Khê được diễn ra trang trọng tại ngôi đình làng hàng trăm năm tuổi. Ngôi đình không chỉ đẹp với kiến trúc độc đáo mà còn chứa đựng câu chuyện tâm linh, huyền ảo. Và các bạn, lúc này thì Phương Anh đang đứng bên cạnh cụ Lê Văn Lai, nguyên trưởng ban di tích đình làng Phú Khê. Thưa cụ, là con được biết là đình làng Phú Khê thì thờ nhị vị thành hoàng làng, và hai vị thành hoàng làng của làng mình thì có công rất là lớn giúp vua nhà Lý diệt giặc ngoại xâm, có phải không ạ? Nhị vị ở làng này là thần hoàng làng, là Chu Minh và Chu Tuấn, là có công giúp nhà Lý đánh tan giặc Ái Lao. Thế thì sau đó được nhà vua Lý Thánh Tông cho lập đền thờ, phong sắc là Thượng Đẳng Phúc Thần Đại Vương, cho luôn là kinh phí để làm đình, và cũng cho phép để tế lễ, lễ hội Kỳ Phúc này 5 ngày. Cái thứ hai là cho dân được làm, cho kinh phí để làm đền thờ và tế lễ. Cái thứ ba là miễn đi phu, đi lính tập dịch ngày xưa đấy, cho nam giới. Cái thứ tư là cho ruộng đất miễn thuế 3 năm. Vâng, như vậy có thể thấy là ngoài việc là phong tước, phong sắc cho nhị vị thành hoàng làng thì nhà Lý thì cũng đã có rất là nhiều những cái chính sách, những cái ưu đãi cho người dân ở làng Phú Khê này, phải không ạ? Và cũng chính bởi vậy mà ngày nay thì người dân trong làng thì vẫn duy trì cái lễ hội làng Phú Khê như để tỏ một cái lòng biết ơn đối với nhị vị thành hoàng làng. Với mỗi người dân làng Phú Khê thì hội làng là dịp được mong chờ nhất trong năm. Dù kéo dài tới 5 ngày, nhưng dường như ai cũng cảm thấy chưa thỏa. Suốt thời gian lễ hội, trên khắp đường làng ngõ xóm của Phú Khê luôn náo nức những đoàn người rộn ràng về dâng cỗ. Bên trong đình làng, réo rắt tiếng đàn, tiếng sáo. Lễ hội Kỳ Phúc của làng đã tạo nên những nét văn hóa độc đáo. Dù cuộc sống hiện đại với bao bộn bề, song mỗi người dân khi về đây đều như hòa mình vào dòng chảy của quá khứ, của những điều thiêng liêng làm nên truyền thống. Năm nào bà cũng đi, đi từ sáng để đi xem. Mỗi năm bà còn thi đấu cờ, cái thứ năm nay không chân đau lắm bà không thi, bà chỉ đi xem thôi. Cảm thấy là vui lắm, mặc dù nhiều tuổi, 82 tuổi mà rất phấn khởi, rất vui, đi càng khỏe lên. Hàng năm là để ông bà, cha mẹ truyền lại. Đấy, mỗi một cái lần đi lễ hội thì chuẩn bị này, sắm sửa rồi những cái tư trang, rồi những cái hành lễ để chuẩn bị là tế lên một vị tướng, đấy, thần của làng. Đấy thì tôi rất tự hào, sinh ra và lớn lên trong một cái quê hương, cả làng Phú Khê. Hàng năm, năm nào tôi cũng về dự hội làng. Về đây là gặp bạn bè, gặp anh em, rồi lễ thánh, lễ Phật, lễ thánh. Cho nên là sướng lắm. Tôi gửi nhà để tôi về. Năm nào cũng về. Không về đầu hội thì về cuối hội.
Đi xa về gần ở đâu, trong Nam ngoài Bắc cũng về hết. Làng Phú Khê, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa vốn nổi tiếng là vùng đất hiếu học, khoa bảng. Nơi đây còn biết đến là cái đô văn hóa với những lễ hội truyền thống kéo dài trăm năm. Và lễ hội Kỳ Phúc làng Phú Khê là một lễ hội như vậy. Ở lễ hội này thì có một nét văn hóa rất là độc đáo và đặc sắc không thể thiếu, đó chính là biểu diễn chống hội. Chào quý vị, chào các bác ạ. Chào bác, xin chào cô. Các bác nãy giờ thì có đứng quan sát các bác đánh trống thì cháu cảm thấy rất là ấn tượng với cái màn chống hội của mình. Và không biết là đội trống của mình thì đã thành lập được bao lâu rồi ạ? Xa xưa, chúng tôi là người hầu dạ, chúng nối truyền thống cha ông để lại. Thì mới có cái truyền thống này. Không biết là đội trống của mình thì có bao nhiêu người ạ bác? Đội trống này là nếu như mà đủ dàn trống tế là khoảng 12 người. Trong đấy là có 18 người, nhưng 12 người tế, 6 người dự phòng. Thế chứ còn cả một dàn trống mà đi vô cái lễ hội mà nó lại khoảng 40 người. Rồi gồm có 15 chúng tôi này nè, 15 chúng con và chúng bạn thì mới hoàn thành được. Vâng, cháu được biết là dàn chống hội thì là một trong những điểm nhấn rất là đặc sắc của lễ hội của làng Phú Khê. Và không biết là để chuẩn bị cho một cái buổi biểu diễn như thế này thì các bác thường là mất khoảng bao nhiêu thời gian để chuẩn bị và tập luyện ạ? Vâng, để hoàn thành cái nhiệm vụ của lễ hội Kỳ Phúc hàng năm thì thường thường là cứ hàng năm là cứ anh em đây là cứ tập trung lại là tập diễn luyện khoảng 30 ngày thì để là hoàn thành cái nhiệm vụ đi. Vâng, thì hàng năm là cứ luôn luôn là đào tạo mà luôn luôn là có cái là sự lựa chọn những người tốt nhất để đưa vào cái hội Kỳ Phúc hàng năm. Tức là bên cạnh cái việc mà chuẩn bị cho lễ hội hàng năm thì chúng ta luôn có một cái sự dạy cho những cái lớp thế hệ sau, đúng không ạ? Để gìn giữ cái đội trống hội này. Cháu thấy là mặc dù là mọi người biểu diễn trống thì cũng khá là mệt mỏi và vất vả đấy, nhưng mà nhìn thì ai cũng rất là vui. Và chẳng đấy cũng chính là cái niềm tự hào khi mà năm nào chúng ta cũng được tham gia vào một cái lễ hội truyền thống như thế này ạ. Vâng, thế thì để đạt được cái mục đích cái lễ hội Kỳ Phúc hàng năm thì anh em đây là cái tâm là chủ yếu, để cầu phúc, cầu lộc, cầu cho gia đình, cầu cho đất thái dân an, để mưa thuận gió hòa. Sau lũy tre làng bình dị, dưới mái đình làng cổ kính, hội làng chính là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa của địa phương. Lễ hội truyền thống là di sản văn hóa quý báu được sản sinh, trường tồn trong đời sống của mỗi cộng đồng dân cư và mang đặc trưng văn hóa của mỗi vùng quê. Lễ hội dù lớn dù nhỏ đều sinh ra từ nhân dân và do nhân dân gìn giữ, lưu truyền cho thế hệ sau. Lễ hội đã trở thành điểm tựa tinh thần cho mỗi người dân sinh ra từ làng biết bảo ban nhau, học hành, phát triển kinh tế. Cũng chính vì vậy mà dù đã qua hàng trăm năm, thế nhưng những nét văn hóa đặc sắc của lễ hội làng vẫn được người dân qua các thế hệ gìn giữ nguyên vẹn. Chương mục văn hóa nghệ thuật kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Phương Anh thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.